Hiện tại thì con CF68 này vẫn ở khuyến mại anh em nha Khi mà anh em nạp mới này, sự kiện này mừng sinh nhật 2 tuổi Vẫn là tặng 2% cho tất cả các mệnh uh, giá trị nạp thẻ này uh, Ngoài ra nó còn có mỗi một ngày thì nó có một cái chương trình ưu uh, đãi hấp dẫn khác nhau Xem nào hôm nay là cái gì đây Mẫu binh anh em ạ Những anh em nào muốn uh, gọi là uh, thử tài thì có thể là vào đây nha Đấy, Mức uh, nó có nhân 2 này, nhân 4 này, ừ, phần này nhân 2, nhân 4 thôi phá sạch nhân 2 này danh chiến thắng liên tiếp cả làng sẽ được nhân 4 tiền thưởng đây anh em nha anh em có thể là đọc cái này à, mình vẫn có cốt tặng cho anh em là bằng cách là anh em tải và đăng ký theo link dưới mô tả xong đó là chụp cho mình mục đại lý toàn quốc gửi vào trong nhóm nhá mình sẽ tặng cốt cho anh em tổng là 30k anh em chơi trải nghiệm và tiếp tục là có một cái cốt nữa là cốt 50k à cốt cốt uh, uh, 20k và 30k nhá à, cho anh em là nhập được hai cốt luôn Đó, cái điểm này là điểm hoàn trả mà khi mà mà, mà anh em um, chơi ngày hôm qua ấy nó sẽ tích lũy điểm tích lũy điểm nó vào ngày hôm nay rồi rồi à, à, sóc đĩa nha anh em nha hôm nay sẽ vào uh, thử vận may đi xem sao gì thắng cái gì À, những em nào mà thích theo bệt thì tôi thực sự với em rằng là vào con này mẹ anh em đánh bệt thì phải nói là đúng là ối ôi rồi ôi luôn từ mình xem nào, rồi sấp đôi này sấp đôi sấp đôi xem cầu kèn như nào đã chặn này mình lại thích bẻ cầu anh em ạ thế nên là lô xì mà hôm nay mình sẽ thử là theo bệt đi xem sao nha chặn này Đấy, theo bệt đi xem sao theo bẹt là theo theo bẹt ừ. rồi một quả bẹt nha anh em nha ngon bộ rẻ đây cái cf sau lại không vào được là sao không vào được thì cài lại bạn ơi vẫn cứ theo bệt anh em nha Đấy. theo bẹt đây sập đôi tứ tử, tử rồi vẫn sập đôi anh em ơi tuyệt vời ông mặt trời cứ theo bệt là về bờ thôi hôm nay cố gắng chốt lên 200 củ xem sao anh em nha Đấy. phát này theo bệt không nhỉ phát này bẻ luôn đây anh em ơi bẻ đây bẻ cầu đây chào ơi cứ theo bệt nha anh em nha bệt ba bệt bốn là bẻ cầu ấy chà chà và nó vẫn bẹt tiếp anh em ạ thế đi căng thẳng nhỉ chết đòi bẻ cầu có có đúng quy củ không hay là lại nghỉ lắm giúp đỡ cái đầu buồi đang chơi ít mẹ <laughs> thế nó mẹ lỗ xì mà chứ đấy. mẹ mày thêm 5 mét nữa này phật này mà ba trắng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn rồi ba đỏ ui ơi chốt kèo nghỉ thôi chốt kèo 203 triệu thế là làm hơn hai chục thế là ok rồi anh em ạ nhẹ nhàng tựa lông hồng như thế thôi mỗi ngày vào gọi là là là, là, là. là... Uh, kiếm uh, 10 20 triệu thế là đạt ngày công thế là ok rồi. Uh, nói chung là rút tiền nó về cực nhanh luôn anh em ạ. Anh em làm lệnh rút chỉ trong vòng từ 2 đến 5 phút nó về tài khoản rồi. Rút vẫn còn 54k nữa ảo thật luôn. Rồi vào đây cho mày 54k này này. Ui rồi ui trượt. Dịt mẹ mày vẫn ba đỏ sợ không? Đấy, già cầu lẻ này rồi bẻ cầu luôn nhá Phát này bẻ cầu 5 lít thôi 5 lít này Ê, bị căng kìa Phá phát này là chốt kèo nghỉ luôn nghe chờ Cái quan trọng nhất là, là là anh em bánh là không được Mẹ mày khát nước nhỉ không? Khát nước là hỏng hết hình luôn rồi đẹp lắm Địt mẹ mày bẻ cầu để vớ vẩn Ván này lại ăn uhm, Khổ đấy Địt mẹ nó Không tránh được Đặt kiểu gì ăn kiểu đấy 50 này Cái này rút tối đa mỗi một lần là chỉ được 50 củ thôi Dù vẫn còn 3k nữa Ảo thế đi mẹ cho rồi, mình sẽ tạm dừng ở đây thôi Hẹn gặp lại anh em ở những chia sẻ tiếp theo Link con này thì mình có để phía dưới mô tả nhé Uh, có cốt 50k cho em chơi trải nghiệm bằng cách là anh em tải đăng ký theo link dưới mô tả cho nó chụp mục đại lý toàn quốc gửi về trong nhóm nha